bạn mừng tay mơ ni chẳng hề một lại bố mẹ tưng tê cho bóng phai nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tạm trong khai lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hát cần tao thâu nó ông nớ toàn ba má chóc lầu trong muôn tang trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn toàn nà bóng mẹ mư ni bên phùa bên mía bay âu nọng nớ hát âu cần nớ bên phùa mía rút chua
về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị anh chị cô dì chú bác trong buổi chiều hôm nay. Và cũng xin Hoàng Đức TV chúng ta sẽ dọi máy quay theo chú rể Đông Chun để chú rể Đông Chun có một ca khúc vừa hát để vừa đón người vợ thân yêu nhất của mình trở về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị anh chị cô dì chú bác trong buổi chiều hôm nay ạ. MC Mạnh Cương và MC Thảo Quyên cùng với cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là tình yêu thì được của muôn đời, mà hai người cao quý thì duyên đời gặp nhau, mà thỏa lòng mong ước trước sau, trai tài thì sánh với gái ngoan Thảo Hiền, mà gần đi chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đò cũng qua. Vâng thưa toàn thể quý vị chị, đúng là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say, mà nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng thưa toàn thể quý vị chị và hai bạn được như ngày hôm nay, không thể quên được những người bố, những người mẹ, những người đã sinh thành ra hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Vâng thưa toàn thể quý vị chị và quý vị anh chị sẽ hướng mắt về phía cổng hôn trường cưới, chào đón đại diện của hai bên gia đình. Về bên phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Ngơi và mẹ Nùng Thị Trâm cùng với đại diện của gia đình nhà gái ạ. Dạ vâng, về phía họ gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Thỉnh và mẹ Điêu Thị Canh cùng với đại diện gia đình nhà trai. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị ơi, nổ một tràng pháo tay thật lớn đã được không ạ? Tháng chờ đợi cũng như trải qua bao nhiêu năm tháng đợi chờ, và cũng có một ngày chú rể Đông Chun về thăm với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và cô dâu Ngọc Doan cũng về thưa với gia đình đồng ý để mình lấy ta. Và rồi đứng bên cạnh cô dâu Ngọc Doan của chúng tôi, đó là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Ngọc Doan chúng tôi ngày hôm nay. Xin toàn thể hồi hôn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ quý vị ơi. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun của chúng ta mới ngày nào thì như ngọn lửa đang nhen, như trăng kia mới mọc và như đèn mới khêu. Và trăng kia thì nửa lấp nửa hờ, gối kia thì nửa đợi nửa chờ xuyên nhau. Và trải qua bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, cùng tình yêu qua bao nhiêu năm tháng chờ đợi. Vâng, hôm nay thì nhà gái sẽ được hân hoan mừng rể quý, còn nhà trai thì được hấn hở đón dâu hiền. Vâng thưa toàn thể quý vị chị, đúng là yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cầu không tay vịn cũng lần bà sang. Yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết phòng bà cũng liều. Vâng thưa toàn thể quý vị chị, yêu và được yêu là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người của chúng ta. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu đến hôm nay,
cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và chắc chắn từ đây hai trái tim vàng trăm năm thì cũng đập nhịp nhàng bên nhau, có chầu thì không thể thiếu cau, cho môi em thắm cho lòng anh say, và sinh con thì bởi mẹ cha, chung xây hạnh phúc chúng ta lo cùng, khát khao mong đợi tháng ngày, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và trong giây phút hân hoan trọng đại này, ban tổ chức xin trân trọng công bố lễ phù quy của đôi bạn trẻ Ngọc Doan Đông Chun chính thức được bắt đầu. Của cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun cũng như của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, và đặc biệt là có sự chứng kiến và hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vinh dự lớn lao nhất của hai bên gia đình, là niềm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun của chúng tôi. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và để tiếp theo chương trình cho buổi lễ của quý ngày hôm nay thì xin mời hai em bước về phía trước một bước, và em Đông Chun em sẽ đưa thiên thần bé nhỏ cho ông bà bé một chút ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và trong ngày vui trọng đại này của hai bạn Ngọc Doan và Đông Chun, họ cũng có một cặp nhẫn để trao tặng cho nhau. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và họ trao cho nhau cặp nhẫn này cũng như đã trao chọn cho nhau cả một cuộc đời ạ. Vâng, xin mời hai em chúng ta quay 180 độ hướng về phía nhau, và xin mời chú rể Đông Chun em sẽ quỳ một gối xuống ạ, và để đeo chiếc nhẫn tình yêu cho người vợ thân yêu nhất của mình ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và toàn thể quý vị vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu. Bắt đầu một tràng pháo tay thật lớn đâu quý vị ơi. Vâng, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Chun. Và xin mời cô dâu Ngọc Doan, em hãy nắm chặt lấy tay chú rể Đông Chun của chúng ta và đeo chiếc nhẫn cưới hạnh phúc vào ngón áp út của chú rể Đông Chun, nơi mạch máu con tim của hai em đang chảy, nơi mà hai em đã hứa trao trọn cho nhau mà quả một cuộc đời. Vâng, đúng là dù sông kia có thể cạn, núi cũng có thể mòn, nhưng tình yêu của hai em dành cho nhau mãi mãi không bao giờ thay đổi. Mời hai em trở về vị trí bắt đầu. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và trong ngày vui trọng đại này còn rất nhiều những món quà đến từ những người bố, người mẹ, người ông, người bà, người bác, người cậu và người dì, và các thím các chú có những món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa hôm nay. Và quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón món quà đầu tiên ạ. Món quà đầu tiên là món quà đến từ bố mẹ của cô dâu, có một món quà thật là ý nghĩa gửi tặng cho hai con của mình. Vâng ạ, xin mời hai em sẽ đeo trao món quà cho hai con của mình ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là tình cha thì ấm áp như vầng thái dương, tình mẹ thì bao la dạt dào như biển cả. Cha mẹ là những người muốn luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vâng, hôm nay thì anh chị cũng có món quà để gửi tặng cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đúng là toàn thể quý vị chúng ta cũng không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc của hai con, hai em chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể các vị anh chị, đúng là cha thì là núi, mẹ thì là sông, các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành, nghĩa mẹ thì như biển rộng, công cha thì tựa trời cao, ơn sinh thành dưỡng dục vời vợi tựa mây cao, mà cha mẹ thì ơn sâu tựa đất trời, nuôi con lau nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn ôm con trẻ mà dẫn dắt con đi khắp cuộc đời. Vâng, thưa toàn thể các vị chị, kể về công cha và nghĩa mẹ thì đúng là ơn cha thì bóng núi âm thầm, nghĩa mẹ thì lặng lẽ nước sông đầu nguồn, một đời dai nắng dầm sương, nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Vâng ạ, đây là những tình cảm chân thành nhất đến những người bố, người mẹ của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình trong buổi lễ phù quy ngày hôm nay thì có ông bà nội của cô dâu Ngọc Doan cũng có món quà để gửi tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời ông bà nội của Ngọc Doan sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để trao món quà ý nghĩa nhất cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tất cả các bác, các dì, các cậu, các chú, các thím, ai là những người đăng ký với ban tổ chức và ai là có những người đăng ký có những món quà để gửi tặng cho hai cháu thì chúng ta di chuyển dần về sân khấu quý vị ơi, vì là rất là nhiều những món quà, đâm ra nếu chúng ta di chuyển xa thì rất là lâu ạ. Một
quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho các con trong buổi trưa hôm nay. Giảm 2 cân mic xuống đi. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời món quà đến từ bà ngoại của cô dâu Ngọc Doan. Vâng, bà ngoại của cô dâu Ngọc Doan cũng có món quà gửi tặng cho cháu ngoại trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời bà sẽ lên sân khấu và trao món quà ý nghĩa nhất cho cháu gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, hôm nay đã đủ hết ạ. Vâng, có cả bà nội và cả bà ngoại, tất cả là sẽ đủ hết, sẽ có những món quà để gửi tặng cho các con, cho cháu của mình trong buổi trưa hôm nay ạ. Và sau món quà của bà ngoại của cô dâu thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình cậu Mừng ạ. Gia đình Bác Chanh ạ. Vâng, gia đình Bác Chanh trước ạ. Xin trân trọng kính mời gia đình Bác Chanh ạ. Và sau gia đình Bác Chanh thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cậu Mừng ạ. Rồi, gia đình cậu Mừng cũng có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu trong buổi trưa hôm nay ạ. Chúng ta di chuyển về sân khấu ạ. Vâng, hôm nay thì có rất là nhiều món quà đến từ các ông, các bà, các chú, các bác, các thím, các cậu, các mợ, các dì của cô dâu Ngọc Doan trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị chúng ta cũng thế vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu Ngọc Doan và chú rể đâm chun của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn gia đình các cậu các mợ. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cậu Năm ạ. Vâng, vâng, và xin mời món quà đến từ dì Nay ạ. Vâng, dì Nay cũng có món quà gửi tặng hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cậu mợ và dì Nay sẽ lên sân khấu trao món quà ý nghĩa cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau món quà của gia đình dì May, dì Nay thì ban tổ chức xin trọng giới thiệu và kính mời gia đình Bác Tâm ạ. Và gia đình Bác Tâm cũng có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu. Và sau gia đình nhà Bác Tuyến thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình Bác Huynh. Và gia đình Bác Huynh cũng có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng ạ, xin mời gia đình Bác Huynh chúng ta di chuyển về sân khấu. Và món quà cuối cùng ạ là món quà thứ 11 quý vị nhá. Món quà thứ 11 là của gia đình Thím Kiều. Vâng ạ, gia đình Thím Kiều cũng có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu trong ngày vui trọng đại này. Vâng, thưa tất cả quý vị và ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ ông bà nội cô dâu. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ bà ngoại của cô dâu. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ Bác Chanh. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ cậu Mừng. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ cậu Năm. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ dì Ngay. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ Bác Tâm. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ Bác Tuyến. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ Bác Huynh. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà đến từ chú Thím Kiều ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và gia đình đã có món quà thật là ý nghĩa dành tặng cho hai con hai cháu của mình trong ngày vui trong đại này ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay thì xin mời về Hoàng Đức TV, em sẽ lưu lại những khoảng khách cho gia đình và cho hai bạn chúng ta trong buổi buổi trưa hôm nay ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay, xin mời chú rể Đông Chun cùng cô dâu Ngọc Doan, hai em hãy tay trong tay nhau và tiến về phía tháp bánh tình yêu của em trong buổi trưa ngày hôm nay.
ta. Chúc mừng cho hai bên gia đình, một bên đã có nàng dâu Hiền và một bên đã có chàng rể Thảo ạ. Và chúng ta lại trở lại vị trí ban đầu. Và toàn thể quý vị ơi, chúng ta rót đầy ly rượu nào. Rót đầy ly rượu và chúng ta nâng. Quý vị ơi, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng để chúc mừng hạnh phúc chưa? Và chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ rót thật đầy ly được không ạ? Rót thật đầy ly và nâng thật cao. Toàn thể quý vị ơi, chúng ta sẽ hô 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, cạn. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc đúng quý vị ơi. Cánh tay và chén rượu quý vị đâu rồi? 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, cạn. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, xin toàn thể quý vị, chúng ta uống cạn ly rượu hồng nha, toàn thể quý vị ơi. Cô dâu Ngọc Doan và chú rể Đông Trư xin chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành nhất của toàn thể quý vị anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian và Ngọc đến để chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình và đỡ lời cho Ngọc Doan và Đông Trung, xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể quý vị anh chị có một bữa tiệc thật là ngon miệng trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời hai bên gia đình cũng như chú rể và cô dâu chúng ta trở về từng những bàn tiệc để đi cảm ơn quan khách ạ. Vâng, hai ông thông gia hôm nay có thể đi với nhau một chút không ạ?